Rồi. Em chưa được ngủ luôn cô. Chưa về lo tập trung ngủ đi. Nếu bây giờ nhá, cô nói này. Ngủ đó để đi học với cô. Rồi nghe nghe cô giảng bài. Cho nên là cô thỉnh thoảng cô cho giải lao 5 phút thôi. Ít nó sẽ cộng với hiện tại đơn cho cô. Mà hiện tại đơn là gì? Chủ một số nhiều động từ giữ nguyên, chủ một số ít động từ thêm SE vào. Còn cái phía bên này á thì con cứ nhớ là chủ ngữ cộng will cộng động từ nguyên mẫu cho cô này. Vậy thì ở đây có will rồi này, con thấy cái will chưa? Thì ở bên này hiện tại đơn. Hiện tại đơn thì will nguyên mẫu này bởi vì people là chủ ngữ số nhiều. Đấy. Câu số 2 nhá. Thấy will chưa? Bên này có will này. Thì ở đây chắc chắn là gì? Nếu thôi, nếu thì thôi. Nếu chúng ta bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, chúng ta sẽ phải đi bộ về nhà. Nếu thì là ít. Còn cái unless, chú ý unless nó sẽ dịch là nếu không thì tùy dịch nghĩa nhá. Có điều kiện có thể là C hoặc D đấy. Câu số 3. Tiếng Anh của mình, mình English thật là excellent, xuất sắc. Tiếng Anh xuất sắc, vậy thì anh đang nói tiếng Anh như thế nào? Bây giờ speak là động từ thường thì ở đây phải là trạng từ. Phải có một cái trạng từ. Trạng từ là gì? Là ly. Ok. Ở đây có hai câu có ly này, câu A hoặc câu B. Đáp án của chúng ta là câu B, trạng từ sẽ đứng sau cùng. Nói phải nói tiếng Anh là speak English rồi thì cái trạng từ nó phải đứng đằng sau. Rồi ok, câu số 4. Anh ta chấm 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 để tìm một công việc nhưng anh ta không có luck, may mắn đấy. Anh ta không có may mắn. Đi tìm việc nhưng mà không may mắn, mãi chưa được việc. Thì ở đây phải là cố gắng làm gì đó. Anh ta cố gắng chăm chỉ, cố gắng hết sức để mà tìm việc. Thì ở đây là cố gắng là try nè, quá khứ rồi nè là ed. Mà động từ thường phải là trạng từ, mà cái từ ha này bản thân nó trạng từ rồi. Chúng ta không phải thêm ly đâu. Chúng ta chỉ biết là ha được thôi. Hard. Khoan vào câu nào? Câu C, câu D. Ok. Why not? Tại sao? Why not? Why not? Why not? Why not put? Ở đây sẽ là nguyên mẫu. Put garbage. Tại sao không đặt những cái thùng rác xung quanh sân trường để mà giữ nó sạch sẽ, giữ sân trường sạch sẽ, put này. Ok chưa? Rồi. Nếu mà nước biển nhá, if the sea water tiếp tục bị ô nhiễm, polluted đó, thì có nhiều loài cá sẽ bị sao? Tuyệt chủng. Bây giờ nếu thì này, con thấy nếu chưa? If là nếu, thì bên này sẽ là will động từ nguyên mẫu đâu? Cái nào là will động từ nguyên mẫu nhỉ? Will. Phải có will cộng động từ nguyên mẫu con ạ. Câu nào? Rồi, khoan vô. Câu số 7 nhá. Postpone là trì hoãn. Chúng tôi trì hoãn. Trì hoãn chuyến picnic bởi vì trời mưa to. Rồi bởi vì đâu? Bởi vì trời mưa to. Câu nào đó cái bởi vì trời mưa to? Rồi cô coi đã, cô sẽ phân tích cho con coi này. Because it's rain heavy. Bây giờ ấy, rain là động từ thường mà heavy là tính từ, ở đây phải là heavily thì mới đúng. Nên là câu A sai vì thiếu. Câu B, bởi vì the heavy ok, because of cũng một cụm danh từ mà heavy phải là tính từ. Trong trường hợp này phải là vì heavy chứ không phải heavily. Vậy câu B cũng sai. Ok, sang câu C. Bởi vì trời it was heavy raining. Cũng sai luôn, phải ở đây phải là heavy. Heavily. Heavily mới đúng. Chỉ còn câu D đúng thôi. Because it was raining heavily. Câu D là đúng. Đủ cấu trúc ngữ pháp. Đúng cô. Tắt nhá. Rồi câu dưới suy nghĩ nào. Rồi, con này. Cây cối gì? Cây cối sẽ chết nếu mà chúng không có ánh sáng mặt trời và nước. Không có ánh sáng mặt trời và nước thì nó sẽ chết. Bây giờ if này. Ở đây sẽ là will động từ nguyên mẫu đâu? Đâu? Will động từ nguyên mẫu là câu nào? Đây là phụ đề của will này. Nhưng mà ở đây là không chết. Cây cối không chết nếu không có ánh nắng mặt trời là sai rồi. Sẽ chết. Cái A going to này nó bằng với will này con. Cái này gần đó. Cái này bằng will die đó. Câu D nha. Rồi sang câu 9 ngon lại. Câu điều kiện nó kìa. Câu điều kiện nó kìa. Ở đây là hiện tại đơn cho cô. Hiện tại đơn. Chủng có số nhiều động từ giữ nguyên ấy. Một cái động từ giữ nguyên ấy. Go này. Rồi I won't be able to attend the meeting. Tôi sẽ không thể tham gia cuộc họp nhá. Tôi sẽ không thể tham gia cuộc họp nếu mà tôi đi nghỉ mát. Câu nào được? Không thể nếu được. Ở đây là when, ở đây là will, không xài nếu, không xài if được, bỏ if. Xài when khi tôi đi nghỉ mát thôi. Ok. Tôi sẽ không thể tham gia cuộc họp khi tôi đi nghỉ mát. Rồi, xuống bài dưới nhé.
Nếu bạn, ôi rồi ôi câu điều kiện này con, ở đây không thể là will get được, bỏ cái này đi, get thôi. Câu 2, ở may ed nhá, ở may này, ở may ed này, đấy mới đúng, còn amazing là sai, bởi vì chủ ngữ đây là tôi bị ngạc nhiên phải là ở may ed. Câu số 13, Jim dường như là rất là hạnh phúc. Rồi con nói này, đằng sau từ sim á, con phải xài tính từ, không cần xài trạng từ đâu, động từ giác quan thì con xài tính từ cho cô happy chứ không phải happily. Rồi câu số 14, xin là vì trời mưa to. À, mưa to, cái từ happily này chú ý cho cô, từ hát nó là tính từ, há nó là trạng từ của nó luôn, chính nó là trạng từ của nó luôn. Rồi cái này dịch là khó hoặc là nặng nề, nặng nhọc, nặng nề nhá. Nhưng mà con nhớ cho cô cái từ happily nó không phải là trạng từ, nó còn là nó trạng từ của thằng này nhưng mà nghĩa khác hoàn toàn rồi, nó có nghĩa là hầu như không. Còn cái trên đây là một cách khó khăn, một cách khó, cái này mới là cái tương đương với cái ly mà chúng ta đã học. Chúng ta sẽ không xài cái happily này trong cái trường hợp này bởi vì nó mang nghĩa hoàn toàn khác rồi. Ở đây không thể là happily được, phải là hát thôi, bởi vì bản thân từ harder nó cũng là tính từ rồi, nó là trạng từ rồi, nó vừa là tính từ vừa là trạng từ rồi, cho nên chúng ta không xài happily bởi vì happily dịch là hầu như không. Rồi sang câu số 15, what about này, cô nói cho con nhá, nhìn đây, đằng sau cái thằng what about ấy, nó sẽ cộng với động từ thêm in, vậy thì nó sai chỗ nào? Đằng sau what about cộng động từ thêm in, vậy thì cái câu trên này nó sai chỗ nào? Phải là gì? Thêm in vào, using. Nè, what about nè, thì động từ phải thêm in, cho nên you đó nó sai như vậy là sai rồi, phải sửa lại thành using. Rồi, xuống bài dưới. Reading comprehension. Cái gì? Rồi, ô nhiễm môi trường là một cái chủ, một cái thuật ngữ, cái term là thuật ngữ nhá. Ô nhiễm môi trường là một thuật ngữ ám chỉ tất cả cái cách mà con người gây ô nhiễm cái khu vực sống của họ. Ở đây sẽ là bài quýt cho cô. Bài quýt đến vô, nhanh chóng lẹ luôn. Bài quýt khoan vô. Con người làm bẩn không khí với khói thải và khói. Những cái khí thải nhá, khí thải và khói. Rồi, cái gì nước đây? Cái này chúng ta sẽ xài cái gì? Câu 2 là làm ô nhiễm nước, làm nhiễm độc nước thì câu B, con là câu B này. Câu này là which nè. Câu này là hai cái B luôn rồi đó. Rồi, làm ô nhiễm nước, làm nhiễm độc nước với những hóa chất và những cái hợp chất khác và làm gây hại cho cái gì với quá nhiều phân bón và thuốc trừ sâu. Vậy đây là đất. Soil là đất con ơi. Soil là câu D con nhá. Khoan chưa? Tích chưa? First fertilizer là phân bón và pesticide là thuốc trừ sâu. Con người còn làm ô nhiễm cái khu vực sống của họ với theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ như là con người làm hư hỏng vẻ đẹp tự nhiên bằng cách là cái gì chung là rác đó, và ném rác trên đất và dưới nước. Vậy thì ở đây chúng ta xài từ gì? Rồi cái từ ném xả rác, vứt lung tung là cái từ câu A. Xả rác, vứt lung tung. Câu A nhá, scattering. Rồi môi trường, ô nhiễm môi trường á là một trong những cái vấn đề nghiêm trọng mà loài người phải đối mặt ngày nay. Thì ở đây là đối mặt là facing. Facing là đối mặt. Câu mấy? A B C D. A B C D vậy. Rồi. E là không khí nè. Water là nước nè. Soil là đất nè, rất là cần thiết để mà chúng ta sinh tồn nha. Đây là sinh tồn nè. Rồi cái gì? E tệ hại có thể gây ra ốm và là ô nhiễm không khí tệ hại. Cái từ ô nhiễm không khí của chúng ta là badly polluted. Polluted con ơi. Ô nhiễm không khí tệ hại có thể gây ra ốm đau và thậm chí là chết nữa. Ô nhiễm nước thì giết cá và những loài sinh vật dưới nước khác. Dưới nước là chúng ta có từ marine, câu A. Câu A nhé con, marine. Rồi, ô nhiễm đất thì là làm giảm thiểu cái lượng đất mà chúng ta trồng trọt lương thực.
Rồi ô nhiễm môi trường còn mang đến những cái gì đây? À, cho thế giới loài người, cho vẻ đẹp của thế giới loài người, vẻ đẹp tự nhiên của con người. Thì ở đây chúng ta sẽ xài cấu chu. À, mang tới những cái điều xấu, những cái sự xấu xí cho với vẻ đẹp tự nhiên của con người. Ok, số bài này con. Chu Khôn. À, cách đây hơn 200 năm thì cái thuật ngữ ô nhiễm môi trường nó hoàn toàn là lạ lùng với con người. 200 năm đâu biết ô nhiễm là gì đâu. Ok, họ sống rất là mạnh khỏe này, uống nước suối này, uống nước tinh khiết này, và hít thở không khí trong lành này. Ngày nay thì cái tình trạng này nó khác rồi, hoàn toàn rồi. Con người trên khắp thế giới đang lo lắng về cái điều mà sắp xảy ra đối với môi trường, đang xảy ra đối với môi trường. Thực ra thì đó là do con người phá hủy cái môi trường sống xung quanh của họ với các loại rác khác nhau. Mọi người biết rằng xe máy, ô tô thì thải ra những cái khí độc hại mà nó gây ra ô nhiễm không khí và gây cả ung thư, cancer. Nhưng mà không có ai muốn đi bằng đi bộ hoặc đi xe đạp hết. Không. Có con đi xe đạp điện là tốt đấy, tốt cho môi trường đấy. Buồn ngủ hả? Để cô đấm cho mày vào cái mặt cho hết buồn ngủ luôn. Nhá, à, cái sự sản xuất, nhà sản xuất biết rằng cái rác từ nhà máy của họ sẽ làm cho nước và đất bị ô nhiễm. Nhưng họ không muốn dành nhiều tiền để mà xử lý cái rác đó một cách an toàn. Ném rác này còn gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Nhưng mà không có ai muốn dành thời gian để đi đốt rác. Nó có đáng có đáng giá để mà nói nhiều về vấn đề ô nhiễm hay không? Rồi câu số 9. Ngày nay thì sao mọi người biết chả biết gì về vấn đề ô nhiễm môi trường. Sai ha. Biết chứ, ngày nay biết chứ, ngày xưa không biết chứ ngày nay biết. Sai là phone. Phone. Rồi câu 2 là gì? À đâu? Ủa sao nó ghi sai vậy? In olden time. À, nhìn nhầm. Nhìn thế nào đây? Former là thời xưa. Vậy là câu này đúng này. Vậy cái này nó khác thôi, sách này khác rồi. Mọi người ngày nay vẫn còn không có nhận thức về nguy hiểm của ô nhiễm môi trường, của sự ô nhiễm, đúng sao? Không? Ngày nay họ biết nhưng mà họ không làm. Biết nhưng mà kệ. Xe cộ thải ra những khí độc hại gây ô nhiễm môi trường. Đúng. Ngày nay hầu hết các rác thải công nghiệp được xử lý an toàn. Đúng không? Sai. Nó xả thẳng ra biển, ra sông, chết hết cả lũ. Rồi ô nhiễm môi trường có thể là ảnh hưởng chết chóc tới con người, đúng không? Ảnh hưởng nhất là ảnh hưởng tới cả tính mạng con người á, đúng nha. Mỏi mồm á. Rồi xuống bài dưới này. Chúng ta hãy uống cà phê nhé. Thì thằng kia nói sao? Tôi phải đi đây. Xin lỗi, tôi không thể, tôi phải đi ngay bây giờ. Thì con chọn câu A cho cô là sorry I can't. I have to go. Ok chưa? Rồi câu tiếp theo. Would you like, bạn có muốn ăn tối với tôi không? Thì I love you. I love you, tôi thích lắm. Đúng rồi này. Cái gì mà đáp là good idea? Là câu đề nghị. Đâu rồi? Tại sao chúng ta không ra ngoài ăn tối nhỉ? Đó là câu B này. Đúng rồi, câu B. Câu đề nghị. Rồi chúng ta sẽ đi nghỉ mát ở đâu đây? Chọn câu nào? Tây Ban Nha được không? Câu D. Spain là Tây Ban Nha. Bài này. Bạn không thể đi thăm nước Mỹ nếu bạn không có visa. Thì nó bằng cái câu nào? Nếu bạn không có visa, bạn không thể đi thăm nước Mỹ. Câu B này con, phân luôn. If you don't get a visa, you cannot. Hết rồi hả? Nhìn ở đây. Tại sao chúng ta không tái chế chai lọ và lon nhỉ? Thì nó bằng cái câu nào? Shall we recycle đây, câu này. Câu C. Câu 3, chúng ta sẽ rất là vui. Tôi sẽ rất vui khi mà cho bạn giúp bạn một tay ấy. Bạn có, vậy là tội, bạn có phiền giúp tôi một tay hay không? I don't mind giving you a lift. I don't mind, đây này câu đêm đúng này. Xuống bài dưới này. Bạn có phiền nói cho tôi là nó bao nhiêu tiền hay không? How much này. How much is cost này, câu D đúng không? Câu 5, bạn không thể tưởng tượng được khi mà họ nhận được những món quà. Bạn không thể tưởng tượng được bọn họ vui vẻ như thế nào khi mà nhận được quà đó. Vậy là how they were excited. Câu A. Câu 6, tôi phải đi ngay bây giờ để mà không bị trễ. Câu nào nhỉ? So as not to be late. Đây, câu C con nhé. Câu C. Rồi xong, chuyển sang bài tiếp theo.